ai cũng thích ăn cỏ non, và cái con côn trùng nó cũng vậy, nó sẽ thích ăn cỏ non và nó sẽ bu vô đây nha bà con nha, nó bu vô phần cái đọt này và nó bắt đầu nó chích nó hút, nó làm cho cái phần thay vì cái cơ đọt mới nó nở ra. Thì trời ơi, anh nghe anh làm Hoàng Anh áp lực quý bà con. Tại vì vườn quá trời kiến luôn rồi, nãy nó mới chui vô ở trong ống quần nó cắn. Kiến. Dạ, con cảm ơn chú Năm. Cái kiến nó nhiều quá đó nên thành ra là di chuyển, nó phải di chuyển liên tục. Đây nè, nói ổng xuất hiện rồi nè. Đây. Đâu rồi. Đây, nguyên ổ kiến luôn. Mà khi thấy kiến là chúng ta sẽ biết là sao bà con, sẽ có ổ rệp sáp. Mà rệp sáp á là thường nó sẽ ăn cái rễ cám. Còn chúng ta sẽ kiếm khu vực ấy là sẽ thấy có nó nha. Rễ này nó cũng chưa được xịn lắm nè. Đúng chỗ Năm, rễ vậy là chưa xịn lắm nè. Rễ của cây của vườn anh Đông là chưa ok lắm. Cái thằng này mình tưới hay là mình phun được? Dạ, vừa tưới vừa phun luôn chỗ Năm, vừa trị kiến mà vừa trị rệp sáp luôn. Rồi bà con chúng ta sẽ quan sát cái vườn của anh Đông là thứ nhất là lá của nó sẽ bị biến dạng nè, chú Năm xem là lá nè. Bên vườn chú Năm thì xíu cũng nữa con qua luôn, thì con cũng chỉ luôn. Chú Năm vậy luôn, chú Năm coi luôn giùm con ha. Rồi. Là cái lá nó sẽ nhăn nheo vậy nè chú Năm. Rồi. Nó hơi bị tớp lại vậy, và mặt sau của lá nó sẽ có những cái vết châm kim, thì con nhận là nó hút bằng kim. Nó có cái hai cái ấy đó. Là nó sẽ bắt đầu nó hút, nó làm cho lá mình bị biến dạng. Rồi những cái lá non mới á, nhiều khi nó không cho nở luôn, để nó làm ổ, nó đẻ, nó sinh sản. Thì nó sẽ làm cho cái lá mình thứ nhất là nhỏ, thứ hai biến dạng này, lá nhỏ xíu à. Thay vì lá bự thì lá nó nhỏ xíu à. Rồi cái thêm nữa là cái gì? Thêm nữa là nó mất dịp lục tố, nó không quang hợp được. Coi như là cái cơ đọt đó của mình là không được thành công. Thì mình phải quản lý cái thằng nhện cho nó kỹ. Rồi có kiến là sẽ có rệp, phải có rệp thì chú Năm cũng biết rồi. Nếu mà con rệp á, nó bu vô ở trong ngay chỗ cái phần đọt non này nè. Mà mấy con côn trùng nó hay lắm, nó ăn đọt non không à. Tại nó dễ. Tại nó... Ai cũng thích ăn cỏ non, và cái con côn trùng nó cũng vậy. Nó sẽ thích ăn cỏ non và nó sẽ bu vô đây nha bà con nha. Nó bu vô phần cái đọt này và nó bắt đầu nó chích nó hút, nó làm cho cái phần thay vì cái cơ đọt mới nó nở ra. Thì khi nó chích, nó hút, nó sẽ làm gì bà con? Nó sẽ làm cho cái phần này nó bị đỏ lên chú Năm, và nó sụ luôn. Chú Năm thấy trên đường chú Năm có nó chưa? Có. Tức là nó đỏ, bắt đầu nó đỏ đỏ lên mà mình không biết nữa, nó đỏ là cái cây gì, nhưng mà nó đã bị rệp sáp tấn công rồi đó. Rồi là rịp, ngoài ra này con nhện trắng nè, ngoài ra nó còn làm gì nữa bà? Chú Năm mình đó còn nhện kìa, bội ghê không. Ngoài ra cái con rệp nó còn có thêm một cái nguy hiểm nữa là sau khi nó ăn xong thì nó sẽ ị, và nó ị ra cái dịch mật. Và con kiến với lại con nấm bù hóng rất thích cái dịch mật đó. Con kiến nó cũng làm nóng cái rễ cám của mình nha quý bà con nha. Nó cắn mình thì nó không có đồ ăn thì nó cũng dứt luôn cái rễ cám mình luôn. Nên thành ra là những cái đối tượng gây hại này rất nguy hiểm. Và rệp sáp với lại sâu và nhện nó phát triển rất mạnh vào mùa nắng. Đặc biệt khu vực xung quanh đây là có ruộng lúa. Khi mà lúa của chú Năm hoặc là những bà con xung quanh mà người ta làm á, thì coi như là những con côn trùng nó sẽ mất cái nhà, mất cái nơi trú ngụ. Thành ra là bây giờ chúng ta phải đi tìm nhà mới. Mà vườn đây vườn mít ngon quá nè, vườn mít này thơm quá nè, bên này ngon à, thơm à. Qua wow, đáp vô là chúng ta sẽ cái đọt non nó sẽ bị tấn công nha. Mà con nhớ nha, khi mà trời nắng nóng thì chúng ta sẽ được hạn chế sâu bệnh khanh khuẩn mà chú Năm. Còn nếu mà trời nắng nóng thì lại ngược lại thì sâu rầy nó phát triển rất là nhiều. Vậy thì bây giờ con cũng chia sẻ với chú Năm luôn là cái thằng Mạnh Tướng Diệt Rệp đây nè. Cái thằng Mạnh Tướng Diệt Rệp này, một chai 480ml này chú Năm pha giùm con 2 phi, tức là 400 lít nước. Chú Năm phun ướt do cây mình đang sinh trưởng chứ không phải là giai đoạn sinh sản nguy hiểm, nên là chú Năm chỉ cần phun ướt đẫm lên phía trên. Nó rớt xuống thì nó sẽ xử lý luôn con kiến và con rệp ở dưới. Trong trường hợp mình đã phun lên phía trên, nó rớt cái nước xuống mà mình thấy là kiến nó vẫn còn, tức là rệp sáp nó vẫn còn, thì mình có thể mình tưới lại. Con vẫn ưu tiên cho phun trước để tiết kiệm chi phí trước, rồi sau đó mình coi nếu còn thì mình tưới lại. Hôm rồi chú hỏi Kim Tuyến là mình tưới cái này. Dạ. Nhưng mà mình cộng dung xịt không, nó không được, phải cách rời ra. Thành ra chú lấy về 4 chai chú chưa có làm cái phi được. Ừ. Phải làm cái phi được, từ hôm nay chú tưới rồi. Là bây giờ là chú ba cứ pha, chú ba phun trước cho con đi. Chú tưới à? Tưới cũng được, nhưng mà con phân tích nè. Con phân tích vậy là tiết kiệm tiền cho quý bà con chúng ta nè. Thứ nhất là chú Năm có thể pha cái thằng Mạnh Tướng Diệt Rệp này. Còn nhện đỏ mật độ cao giống như cái vườn của anh Đông thì con bắt buộc con phải xài cái loại Mạnh Tướng Diệt Nhện để tập trung tiêu diệt con nhện. Các loại nhện, kính thưa các loại nhện là sẽ được tiêu diệt ở trong cái chai Mạnh Tướng Diệt Nhện này. Một chai này là nhớ dùm con là tới 600 lít nước nha.
Và đây là cái dạng đánh mạnh tập trung cho thằng nhện. Thằng rệp sáp là thằng dạng đánh mạnh tập trung cho thằng rệp sáp. Và trong này nó có tính xông hơi và có tính lưu dẫn rất cao. Để mà tại con rệp sáp nó có cái phấn. Và con nhện nó thì khi mà cái bản tướng diệt nhện, nó cơ chế tác động của nó là khi phun vào những con nhện mà nãy nó bò lễnh khểnh như nãy con chú Năm thấy đó, là nó sẽ làm tê liệt cái hệ thần kinh vận động và nó chống sinh sản. Những cái con nhện, những cái trứng nó là nó sẽ làm ung trứng, những cái con nhện con nó sẽ không cho trưởng thành luôn, để nó vô tác hại, vô hiệu hóa những cái con nhện và trứng, chu kỳ vòng đời của những cái con nhện ở trên cái vườn của mình là nó vô hiệu hóa hết luôn. Thì đây là cái dạng mà khi mà vườn bị nhện quá nặng mà ở dạng sinh mà cây đang sinh trưởng thì mới xài. Còn bình thường nếu mà muốn diệt nhện mới mức độ bình thường thôi thì cứ xài giùm con cái thằng mãnh tướng diệt sâu này là được. Một chai nhỏ xíu 240ml này chúng ta sẽ cộng với giùm Hoàng Anh là 400 lít nước. Chú thấy chai nhỏ xíu không? Rất rẻ nha, hình như chai này 177.000 mà cộng với 400 lít nước. Rồi, và mùa nắng thì cái mật độ sâu hại nó rất là nhiều. Giống như anh Nghi đứng lên phía trên, Nghi sẽ thấy một số cái đợt non là nó cắn đứt đọt hết rừng. Quéo là nhện. Nhện chú xịt nè, chú thấy nè. Nữa nãy giờ anh Đông anh chưa phân biệt được cái nè, nó cắn đứt đọt hết rừng nè chú Năm. Đây nè. Là cứ thấy đứt đọt như vậy là xài vào phần anh là mãnh tướng diệt sâu. Nó sẽ xử lý sâu, bọ, nhện luôn. Nhưng mà nếu mà mật độ nhện nhiều quá là mình phải chuyển qua mình sử dụng loại tập trung, loại đánh cao là mãnh tướng diệt nhện. Dạ. Cái chai này bây giờ là mình sử dụng là 600 lít nước phải không? Dạ, chai này 400. À 400. Diệp sáp là 400, nhện là mới 600. Chú sử dụng diệp sáp với kiến lửa. Dạ. Bây giờ là như vậy là thay vì một cục phi là mình 200. Dạ. Mà chú vô là hai phi là hết một chai là 400 phải không? Dạ. Nhưng mà bây giờ trước khi chú tứ phủ như vậy là chú tứ nước cái nước khoảng độ 1 tiếng đồng hồ trước. Rồi chúng mới vô nước vô phi. Mà như vậy là thay vì chú tăng liều gấp đôi được không? Bây giờ thay vì một chai là 400, bây giờ chú hỏi là 200 thôi được không hả? 200 được không? Bởi vì mình đưa vô trong cái lượng mà vô, máy tưới phun mình á. Vô là gọi là nó trộn chung với lại cái nguồn nước bên ngoài vô nữa phải không? Đúng rồi. Đúng rồi, vậy thì chú sẽ pha trong cái bình thường nếu mình hòa chung với dòng nước tưới nữa thì mình sẽ pha này 200 thôi rồi chú hòa vô. Nhưng mà cái thời gian mà chú tưới gọi là tưới giữ ẩm trước khi mà mình tưới cái thằng rệp sáp này là chú ngắn lại thôi, tưới vừa ẩm xương qua thôi. Rồi. Chứ chú tưới một tiếng là nó đẫm luôn, đẫm dữ lắm. Hình dung không? Tức là chú Năm hỏi con hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tưới giữ ẩm trước khi mình tưới dinh dưỡng hoặc là mình tưới cái thằng rệp này. Thì cái tưới giữ ẩm của chú mà chú tưới là một tiếng đồng hồ là rất là ẩm. Gọi là nước lên láng luôn rồi đó. Tại vì mình bét của chú Năm con thấy rồi. Này. Là vậy thì là chú Năm chỉ là tưới xương qua cho nó có độ ẩm ở trên đất thôi. 15 phút, 20 phút vậy thôi. Cỡ chừng 5-10 phút thôi. Rồi rồi. Rồi sau đó là chú Năm bình thường cái chai mãnh tướng diệt sợi rệp sáp này chú Năm pha 2 phi đúng không? Rồi. Thì bây giờ chú Năm hòa với cái nhuồn nước chung nữa tại vì mình sử dụng hệ thống tưới qua đèo đó quý bà con. Nên là chúng ta pha với 1 phi thôi rồi sau đó chúng ta hòa nước chung ra chúng ta tưới. Là vẫn ok. Ý chú muốn hỏi chú là chú khiếu nó có giảm cái nồng độ thuốc mình không? Thay vì mình pha 400 nhưng mà mình pha lại 200 thì nó tăng cái liều thuốc lên. Nó, tại vì chú Năm còn mình phải tính là cái dung dịch nước mình pha mình có trộn chung với nhau, nó hòa chung với trong ống nữa mà. Đúng rồi. Nên nó đâu có loãng đâu, nó đâu có đặc đâu. Nha. Thì nó không đông đặc chú sợ. Dạ. Nó loãng nó không có hiệu quả cho cái thuốc. Vẫn có hiệu quả chú nhưng mà đừng có cho nó quá loãng. Còn bình thường á nếu mà vườn mình đã quản lý cái cử tập trung thằng nhện với thằng rệp xong rồi á thì chú chỉ quay lại cho con sử dụng cái chai này thôi là duy nhất ở trong cái giai đoạn sinh trưởng là cái chai này là ổn. Đối với phần mít nít nó dễ hơn sầu riêng rất là nhiều, sầu riêng là con nói rã mồm luôn á. Nhưng mà lưu ý nè quý bà con, những cái dạng bất cứ dạng sâu rầy nào cũng vậy là nó đều xử lý rất gọn, rất nhanh đối với những cái con đang lưu trú ở trong vườn của mình khi mình phun xịt. Khi mình phun xịt vườn mình thì những cái con mà có chức năng mà bay nhảy di chuyển tốt, gọi con gọi là di trú á, thì nó nghe cái hơi thuốc đằng đây là đằng kia nó khôn lắm, nó cũng phải bảo tồn nó chứ. Là nó bay đi chỗ khác, là nó sẽ tìm những cái vườn mít bên cạnh, những cái vườn cây bên cạnh để nó đáp vô. Vậy thì cái con mà nó bay được có phải là cái con đó nó đang có cái hoạt hóa cao, nó đang sẽ đói đúng không chứ Năm? Thì nó lại tiếp tục ăn cái vườn kia. Như vậy thì quay lại cái vườn mình sau khi mình phun xịt xong thì 3 ngày sau khi mình ra mình tưới nước mình cũng phải coi là nó có xuất hiện đối tượng của những vườn khác nó di trú qua hay không. Nếu có xuất hiện đối tượng của những vườn khác di trú qua thì mình phải phun lại. Còn nếu không có thì 7 ngày sau mình mới phun quản lý thôi. Nó dễ vậy đó.
chứ mà mình không bỏ lơi cái vườn mình được, nó ăn đứt cái độc non. Lấy chảnh về 4 chai không rồi, dạ. Lấy về 2 chai. Dạ. Nhưng mà chưa có làm cái phi, chưa có quẩn có làm cái phi, cái ăn vô vụ lúa. Lúa chú Năm nhiều quá, cũng còn trà lúa nữa. Rồi, cái mùa nấm khuẩn này là chú Năm với mọi người hay quên, nên là cái dịch nấm hồng nó mới phát triển mạnh vào cái mùa với mùa mùa nắng nè. Nấm hồng ngay chân cái đó nhiều. Một chút nhiều. Xíu nữa là con sẽ qua con chỉ cho chú Năm xử lý nấm hồng. Bà con biết làm sao mà mùa nắng với mùa mưa mà nấm hồng nó hay phát triển, đặc biệt là một số quý bà con mà đang mùa nắng mà nói sao mùa nắng mà nấm nó phát triển nhiều dữ vậy con? Tại vì chúng ta bỏ quên, mùa nắng á, là quý bà con chúng ta nói thôi nắng này không có độ ẩm, chúng ta không có cần sử dụng cái dạng phẩm mà triệt nấm khuẩn. Nhưng mà không phải vậy bà con, nấm khuẩn nó vẫn tồn tại ở đó bà con, nó chỉ là hạn chế lại, nó hạn chế cái môi trường hoạt động lại thôi. Vậy thì bình thường mùa mưa á, là chú Năm xịt cho cái cây mít của mình, cây mà kiểu giống như mà cây tơ vậy, thì khoảng 70 ngàn lần. Thì bây giờ mùa nắng 15-20 ngày chú Năm phải xịt siêu giáp một lần. Và siêu giáp này chú Năm có thể pha chung với thuốc với dạng phân bón lá nè, rồi với những cái dạng sâu rầy này đều được. Để làm gì? Để mình ngừa chứ mình đâu có để nó bị rồi mình mới ấy. Rồi trong trường hợp mà nó bị nấm khuẩn cao quá, nó bị nấm hồng nó tấn công là do mình không có quan tâm và mình không có xịt ngừa. Còn bị rồi thì con sẽ chỉ với cách chữa trị nha. Mới coi clip con Tuyến Hồn. Dạ. Nó có loại là siêu giáp đồng hữu cơ, siêu loại giáp đồng đó. Dạ. Nhưng mà chú muốn hỏi bây giờ mình không có thời gian mình cạo được, nó trắng tới cái lớp cây, chú lấy bằng chải cước chú sạc sạch được không? Được, miễn sao là sao. Tức là cái thằng mà miếng mà bị nấm hồng á, là có phải là cái da cây của mình á, nó bị cứng chỗ đó không chú Năm? Đúng rồi. Thì bây giờ mình lấy cái cước mình lấy cái gì cứng á, mình cạo cho nó hơi tróc da thôi, chứ mình không có phải giống như cây sầu riêng mình phải cạo tới vỏ đồ này kia. Cây sầu riêng cái kiểu nó khác, thì giờ chỉ cần cạo tróc da để khi mình quét cái thuốc áo giáp đồng á, nó dễ thấm hơn. Áo giáp đồng nó có tính lớp chất lưu dẫn và thấm sâu rồi, nhưng mà bây giờ là con muốn là nó cô lập nhớ nhanh thì mình hơi lấy cái gì nó cái bằng chả cước cũng được, hay là cái bùi nhùi của mình cũng được, cái gì mà nó tróc cái da được ngay chỗ bị bệnh okay. Là chú quét vô là ok. Chú là xài bằng chả cước bằng ngang lớn dài dây dạ. Này nè, có cán cái đẩy vậy à. Giờ hồi chú Năm cho con mượn để con chỉ cho mấy bà con khác, bà con chúng ta biết cách dùng luôn nha. Nhớ mùa nắng cũng phải sử dụng cái thằng nấm bệnh. Chiều nay kêu Ngâm Tiếng nó gửi cho chú một chai siêu giáp đồng thôi. Dạ, áo giáp đồng. Ủa Năm đây coi. Chú khỏe không chú? Có điều kiện bữa nay xuống không ấy, chút xíu về ghé nhà chú. Rồi cảm ơn dạ cảm ơn quý bà con, cảm ơn chú Năm nhiều, cảm ơn chú Ba. Xíu nữa ghé vườn chú Ba không? Vườn chú Ba đang làm trái không? Hết trái rồi. Mới cắt xong hả? Rồi giờ làm bông lại không? Về cưa. Chỗ nghỉ ngơi chứ. Giờ thôi nghỉ ngơi tháng 8 làm. Thấy trên YouTube cô hết rảnh rồi, sao lúc này còn đi được hả? Trời ơi, rảnh dữ lắm. Cảm ơn cho quý bà con rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo nha. Cần cái gì thì có thể ới Willow Farm thông qua số điện thoại hotline hiện trên màn hình. Thằng Anh rất cảm ơn.